Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì tôi mang tới cho quý vị một cái chủ đề rất đặc biệt, đó là cái chủ đề về franchise, tức là nhượng quyền thương mại. Và trong cái phần nói chuyện của tôi sẽ mời một cái người mà đang thực hiện cái việc nhượng quyền thương mại franchise ở tại Mỹ để cho các anh chị nắm được cái mô hình kinh doanh cũng như là cái ý tưởng và cái tính khả thi của cái dự án này như thế nào. Thì hôm nay trò chuyện cùng với tôi đó là anh Hạnh Nguyễn, là chủ tịch tập đoàn Elite Authorization. Đây là một cái tập đoàn rất đặc biệt mà là đối tác của Walmart trong việc triển khai cái mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại ở trong các cái chuỗi siêu thị của Walmart. Bây giờ tôi sẽ mời anh Hạnh dự vào cái buổi này. Quý vị đợi tôi một chút nha. Dạ, xin chào anh Hạnh. Dạ, kính chào anh Francis Hùng, anh Anh khỏe Hạnh không? khỏe, khỏe. Cảm ơn anh Hạnh cũng khỏe Dạ, rất là khỏe. ha. Hôm nay trước hết thì rất cảm ơn anh đã nhận lời tham dự cái buổi phỏng vấn này, cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng rất là ích lợi cho cộng đồng của chúng ta. Xin anh Hạnh giới thiệu một chút về bản thân, anh đang ở đâu và đang làm gì và ở Mỹ bao nhiêu năm rồi để khán giả của chúng ta biết được là thông tin cá nhân của anh trước khi chúng ta đi vào thông tin chuyên môn một chút anh. Dạ, cảm ơn anh Francis Hùng. Dạ, kính chào quý đồng hương, quý ông bà, anh chị em. Tôi tên là Nguyễn Bà Hạnh, tôi đến Mỹ từ năm 1980. Tính đến nay thì cũng ở Mỹ cũng hơn 40 năm rồi. Thì hiện tại thì Hạnh cũng có một cái công việc làm, đó là cái franchise cho Elite Authorization. Và hiện tại cái franchise này nằm ở trong Walmart. Hiện tại chúng tôi đang cư ngụ tại Houston, Texas. Nắng ấm chan hòa mỗi ngày và hiện tại trời ở ngoài rất là đẹp. Nơi đây thì người Việt Nam của mình cũng ở rất là đông. Nhất là cái vùng Bel Air thì chắc mọi người trên thế giới ai cũng nghe tiếng là vùng Bel Air là vùng nổi tiếng của người Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn anh Hạnh. Tôi nghe anh nhắc tới cái dự án về Elite Authorization nằm ở trong Walmart. Thì anh mô tả một chút xíu cái ngành này là cái ngành như thế nào anh Hạnh, và cái khả năng sinh lời của nó, cái khả năng thành công của nó là như thế nào, anh mô tả một chút ạ. Cũng như tất cả mọi người đều biết là Walmart họ rất là kỹ trong cái việc chọn lựa những người franchisor hoặc là một cái thương hiệu nào đem vô trong đó, bởi vì cái thương hiệu đó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho Walmart. Tôi thấy rằng cái ngành nghề authorization rất là hữu dụng và rất là thích hợp cho những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta. Xin nhắc lại một chút, tôi có thể dịch sang tiếng Việt cái chữ alteration có phải là cái ngành sửa đồ không anh Hạnh? Sửa quần áo đó đúng không? Dạ đúng rồi, cái Dạ. tiệm này đó thì chuyên môn là sửa quần áo, sửa tất cả như là quần áo đàn ông, đàn bà, những cái áo cưới cũng như những cái đồ suit. Vâng. Bây giờ thì tạm thời như vậy. Vì lý do gì mà anh nghĩ rằng có một cái nhu cầu sửa quần áo rất lớn ở Mỹ vậy anh Hành? Dạ thưa anh, thì thật ra cái ngành nghề này cũng đã có trên thị trường cũng trên cả trăm năm, ai cũng biết là coi như là cái nghề may mặc thì lúc nào nó cũng thịnh hành. Tuy nhiên trong vài thập niên sau này thì mọi người họ mua đồ ở trên online cũng nhiều và họ cũng rất là cũng chú ý về cái cách may mặc của mình. Cho nên Hạnh thấy sau khi mà tìm hiểu những cái tiệm sửa quần áo ở trong vùng Houston cũng như ở trong Texas và những nơi khác thì Hạnh thấy cái ngành nghề nó rất là tốt, rất là quý cho người phụ nữ Việt Nam của mình, bởi vì cái nhu cầu lúc nào cũng có. Chúng ta thì lúc nào thì người thì có thể ốm trở lại hoặc là hơi mập ra chút. Thành ra lúc nào cũng quần áo cũng cần phải sửa chỉnh để cho khi mình mặc vô cho nó thật là đẹp với cái thân hình của mình. Vì lý do đó Hạnh cũng tìm hiểu về cái ngành nghề này
Sau khi một thời gian rất là lâu để đi tìm hiểu thì anh thấy cái nghề này rất là quá quý, rất là nhàn cho những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta. Thế thì tại sao là đặt ở trong cái siêu thị Walmart mà không phải là một cái tiệm ở ngoài vậy anh Hạnh, khi mà anh triển khai cái dịch vụ này? Sau khi mà tìm hiểu thì anh thấy cái ngành nghề sửa quần áo này cần một cái nơi có một số lượng khách hàng ngày đi qua đi lại. Những cái tiệm mà sửa quần áo mà chúng ta biết thường thường là ở những nơi sang trọng và cũng những cái shopping, nhưng cái khi mà Hạnh chọn cái nghề ở trong cái tiệm ở trong Walmart thì Hạnh tìm một cái nơi mà khách đến hàng ngàn người vô cái cửa tiệm, và sau khi mấy năm để tìm hiểu thì Hạnh thấy rằng không ở đâu mà nó tốt bằng Walmart, bởi vì nơi Walmart thì mọi người tất cả trên thế giới ai cũng biết Walmart là họ là một cái nơi mà bán đồ cho dụng cụ cho nhà cũng như tất cả những gì đồ ăn cho tới đồ xài ở trong nhà. Thành ra hầu hết mỗi ngày người đi đến Walmart rất là đông, và chúng tôi sau mà một thời gian tìm hiểu thì một ngày thì không biết bao nhiêu ngàn người vô ra tiệm Walmart. Thành ra tôi thấy rằng đây là một cái chỗ rất là tốt cho cái ngành nghề mà làm sửa quần áo. Cho nên Hạnh quyết định là mở một cái cửa tiệm đầu tiên ở trong Walmart Và đặc biệt với là tên. và đặc biệt là ở trong Walmart họ cũng có bán quần áo, cho nên cái Dạ sự đúng. thuận lợi và cái sự thuận lợi là khi người ta mua cái bộ quần áo, cái mẫu đó mà người ta thấy nó chưa vừa với kích cỡ thì đã có sẵn cái tiệm của mình Elite Alteration ở ngay đó, và người ta cứ thoải mái mua, bỏ qua cho mình sửa lại cho người ta mặc vừa, đúng không anh Dạ Hạnh? đúng rồi anh Đồng. Cũng có Tôi nhiều cái lúc mà thật ra người Mỹ họ rất là ngạc nhiên khi mà họ thấy một cái cửa tiệm đầu tiên ở trong Walmart. Họ nhìn, họ đi ngang bình thường thì họ không có để ý, nhưng mà có nhiều người đi ngang thì họ rất là ngạc nhiên, họ thấy rằng ô, tôi đâu có ngờ là ở trong Walmart là có một cái tiệm sửa quần áo như vậy, rất là tiện lợi cho tôi. Và có một cái ông khách thì ông vừa khi mà ông thấy như vậy thì ông vào trong Walmart, ông lại mua hai cái quần, ông đem ra, ông nói ok bây giờ lên like cho tôi. Thì trong lúc lên like thì ông ấy vô trong Walmart để mua đồ sử dụng trong nhà, thì trong vòng một tiếng đồng hồ ông ấy ra thì lại có hai cái quần vừa dặn với ông ấy, thì ông ấy rất là vui. Và chúng tôi cũng có rất là nhiều người vô để mà chúc mừng chúng tôi, và họ cảm thấy rằng rất là tiện lợi cho họ khi mà họ đến Walmart vừa mua đồ trong chợ và lại được đem đồ sửa quần áo. Và chúng tôi lại có những chương trình như là giặt ủi, thì chúng tôi đem cái những đồ giặt ủi đó ra cái những cái công ty giặt ủi gần đó để mà giặt ủi cho khách, thành ra vừa sửa quần áo và vừa giặt ủi. Như vậy là tôi đã biết cái lý do về cái việc là có một cái tiệm sửa đồ ở trong Walmart với những cái lợi thế rất tốt về cái vị trí cũng như là lượng khách hàng ổn định, dồi dào, hay thậm chí tôi có thể dùng từ gọi là nhộn nhịp hàng ngày, hàng giờ khi mà Walmart mở cửa cho tới khi đóng cửa. Thì khi mà mình mở một cái tiệm như vậy thì chắc chắn cái sự ổn định, cái sự phát triển của mình về số lượng khách hàng, doanh số nó sẽ rất là tốt. Thì ở phần 1 của cái chương trình thì quý vị khán thính giả đã biết được cái ý tưởng cũng như là cái mô hình kinh doanh của cái tiệm nằm ở trong Walmart nó mang tới cái sự thuận lợi như thế nào. Và kính thưa quý vị khán thính giả, ở trong phần 1 thì chúng ta đã biết như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, tức là cái phần tôi sẽ hỏi anh Hạnh thêm một chút về cái vấn đề là tại sao cái mô hình nhượng quyền mà anh triển khai nó đang rất thành công như vậy. Và anh cần mở ra nhiều cái chi nhánh nằm ở trong các cái cửa hàng của Walmart và các cái đối tác kinh doanh bình thường có thể tham gia với anh bằng cái cách nào. Thì kính thưa quý vị, ở phần 2 này tôi xin chào anh Hạnh trở lại với chương trình, Dạ và chào anh Hồng. tôi ở phần 1 thì tôi đã biết cái lý do là tại sao anh lại kinh doanh ở trong đó, và cái phần 2 này tôi muốn biết là anh muốn hợp tác với các nhà đầu tư
trong cái việc triển khai cái mô hình nhượng quyền này là cái tầm nhìn của anh, tức là anh nhìn thấy là bây giờ anh cho biết xem là hiện tại tổng số lượng siêu thị Walmart trên toàn thế giới là khoảng chừng bao nhiêu cái siêu thị, và như vậy á thì liệu mình có thể là mỗi một cái Walmart như vậy mình đều có một tiệm Elite Authorization trong đó hay là không? Anh xin phép anh trả lời hai cái câu hỏi đó. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Thật ra cách đây khoảng một năm thì Hạnh có tìm hiểu là Walmart đã có bao nhiêu tiệm trên vòng quanh nước Mỹ. Thì lúc đó họ có trên 6.000 siêu thị Super Center. Tuy nhiên, Eliteration có cái ước mơ là mỗi cửa tiệm của những chỗ Super Walmart đó thì có một cái tiệm Elite Authorization. Tuy nhiên, tùy theo cái số lượng họ có chỗ cho mình để vào đó hay không. Thật sự bây giờ thì chúng tôi là muốn mở ở tại Houston. Đồng thời Walmart họ cũng đang cho những cái tiệm ở Dallas, Austin, San Antonio. Thành ra chúng tôi cũng rất là mong muốn được phát triển thật là lẹ, bởi vì cái mô hình của tôi thì tất cả đều xây lên và sẵn sàng cho những người muốn hợp tác với chúng tôi trong cái ngành nghề này. Chỉ cần hợp tác và sau khi xây cất thì chỉ cần mở chìa khóa vô là làm việc mà thôi. Nghĩa Và những là cái cửa hàng của Walmart. nghĩa là xin phép ngắt lời anh Hạnh ngang đây chút xíu, nghĩa là vì cái lợi thế mà Walmart đồng ý cho công ty của anh mở về cái mô hình sửa đồ này, cho nên anh muốn chia sẻ cái lợi thế đó cho các nhà đầu tư mà muốn tham gia vào cái lĩnh vực này, đúng không anh Hạnh? Dạ đúng, Walmart thì họ rất là thích cái kiểu mình kinh doanh, bởi vì họ thấy đây là một ngành nghề rất là mới ở trong Dạ, Walmart. cái mô hình kinh doanh của Cái mình mô đó. hình, dạ, mô hình kinh doanh ở trong Walmart, thành ra họ rất là thích và họ nói nếu mà cái mô hình này mà thành công thì họ sẵn sàng cho Elite Operation mở tất cả ở trên 50 tiểu bang nước Mỹ. Và họ cũng sẵn sàng nếu được thì họ cũng sẽ cho Elitization sẽ mở ở trên những nước khác như là Mexico hay là Canada. Đó là họ cho biết như vậy. Đó là mình Nhưng có một mà cái sự thuận lợi rất lớn rồi, đúng không anh? dạ, đúng. Như vậy đó thì anh nói rằng là cái ngành này nó có một cái sự thuận lợi cho đặc biệt là những cái người phụ nữ Việt Nam. Thì nó thuận lợi như thế nào so với những ngành khác? Anh có thể nói sâu hơn một chút không anh Hạnh? Thật ra đó Hạnh cảm thấy như vậy, người Việt Nam của mình đó, người phụ nữ Việt Nam của mình đó rất giỏi về tay chân, rất khéo và có những cái đầu óc sáng kiến, sáng tạo, bất cứ làm cái gì người phụ nữ Việt Nam của mình cũng rất là kiên nhẫn và có cái đầu óc sáng tạo. Thành ra Hạnh thấy người phụ nữ Việt Nam ở Mỹ này, riêng ở Mỹ này thì nhiều người cũng làm những cái ngành nghề rất là cực về tinh thần cũng như về tay chân. Thành ra Hạnh thấy nếu mà với cái khả năng của người Việt Nam của mình về mai mặt thì Hạnh nghĩ rằng người Việt Nam mình rất là khéo và rất là khéo tay. Thành ra mà cái ngành này cũng rất là dễ học chứ không phải là khó khăn gì. Hạnh thấy những người phụ nữ Việt Nam của mình vào những cái ngành nghề khác, có những ngành nghề mà có những cái hóa chất mà có thể hại đến cái sức khỏe của người Việt Nam sau này, của người phụ nữ. Tuy nhiên Hạnh cũng cái ước mơ của Hạnh là cũng muốn gìn giữ cái nòi giống của người Việt Nam, bởi vì Hạnh thấy người phụ nữ Việt Nam mình rất là đẹp và người Việt Nam của mình rất là cần kiệm và siêng năng. Thành ra Hạnh muốn gìn giữ cái nòi giống người Việt Nam của mình. Thành ra mình phải hỗ trợ người phụ nữ để người phụ nữ Việt Nam mình có cơ hội có một cái ngành nghề mà có thể sinh sống ở Mỹ này nó dễ dàng, không có bị những cái hóa chất mà làm hại tới sức khỏe sau này.
Vì lý do đó mà Hạnh cảm thấy rằng cái nghề sửa đồ rất nhàn và không có những cái hóa chất gì mà có thể làm hại sức khỏe của mình. Thành ra Hạnh cũng bỏ rất là nhiều thời gian để tìm hiểu, và cái mong ước của Hạnh là để giúp người phụ nữ Việt Nam trở thành những bà chủ của những cửa tiệm ở Elite Alteration. Cảm ơn anh Hạnh rất nhiều. Trong cái buổi phỏng vấn sơ khởi như thế này thì tôi nghĩ là quý khán thính giả đã hiểu được tâm tư nguyện vọng của cái người thành lập nên thương hiệu Elite Alteration, và cái thương hiệu này có một sự thuận lợi rất lớn ở giai đoạn khởi đầu. Đương nhiên, cái sự thuận lợi này nó là một cái công khó trải qua trong nhiều năm làm việc thuyết phục đối tác Walmart cho phép bằng cách là thành lập nên các cái tiệm sửa đồ nằm ở trong Walmart. Và chúng ta đã nghe tâm tư của anh Hạnh là muốn chào đón tất cả những nhà đầu tư mà muốn sở hữu một cái tiệm sửa đồ như vậy trong siêu thị Walmart thì liên lạc với lại Elite Alteration, tức là bên công ty Elite Alteration, tức là công ty do anh Hạnh thành lập nên. Thì chi tiết của cái chương trình làm việc thông qua cái nhượng quyền này như thế nào, ví dụ như là cái thời gian nhượng quyền là bao lâu, lợi nhuận sinh ra như thế nào, cái trách nhiệm của bên nhượng quyền và bên nhận quyền ra làm sao, và cái tính cái khả năng thành công của nó như thế nào, thì ở trong những cái buổi phỏng vấn sắp tới tôi sẽ hỏi thêm chi tiết cũng như là trình bày cho quý vị được rõ, để mà chúng ta ra một cái quyết định đầu tư cho nó có một cái kết quả rất là tốt đẹp trong cái mô hình này. Và tôi thật sự là cũng rất phấn khởi với cái mô hình của anh Hạnh, và hy vọng là chúng ta cũng sẽ có dịp cộng tác với nhau, cùng đồng hành trong tương lai với cái tâm tư và cái nguyện vọng này. Cái buổi phỏng vấn của chúng ta cũng tương đối dài, cho nên xin hẹn gặp lại quý vị trong cái lần nói chuyện tiếp theo. Tôi sẽ khai thác sâu hơn để cho quý vị biết được là chúng ta sẽ cùng tham gia chia sẻ cái thị trường này như thế nào. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, và xin một lần nữa cảm ơn anh Hạnh đã góp mặt trong cái buổi trò chuyện này. Xin chào và chúc anh sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh Francis Hùng cũng như cảm ơn quý đồng hương đã xem cái video này, và xin hẹn quý đồng hương lần sau. Dạ, kính chào. Xin chào. Welcome to Elite Alterations. We're the first of its kind located inside Walmart on 290 in Tidwell. At Elite Alterations, we strongly believe clothing should make you feel confident, and looking your best is extremely important. We offer a variety of services to fit your alteration needs and to ensure each individual client walks out of Elite Alterations feeling satisfied with the final results. We specialize in wedding gowns, prom dresses, jeans, blouses, custom sewing, and many more. Please visit our store located inside Walmart at 13484 Northwest Freeway, Houston, Texas, 77040. Dress well, look great, and live better with Elite Alterations.